Nha, xin chào tất cả các bạn, tôi là Đại Yolo và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với One Place Black 2 Redux Randomizer Nuzlocke. Như các bạn có biết thì video chú chúng ta vừa mới vượt qua được khu vực ở Charleston Cay và đến được thành phố Mistralton là nơi có phòng thể thao hệ bay, và sau đấy thì mình cũng có được món đồ là Master Ball. Trái Pokeball có thể bắt được bất kỳ con Pokemon nào ở trong chuyến hành trình này. Thật ra trước đấy thì mình có một mớ Dream Ball như thế này, và lúc mà mình đọc thì mình thấy được là cái này có thể bắt bất kỳ con Pokemon nào, nhưng mà thực tế chứng minh thì không phải là như thế. Rốt cuộc thì trái Dream Ball này vẫn có phần trăm hụt, và mình không biết như thế là bởi vì mình sử dụng sai à, hay là như thế nào đấy, mình không rõ. Nhưng mà tạm thời thì ở đây chúng ta đã có được Master Ball rồi, mình cũng không nghĩ là trong khoảng thời gian tới thì mình sẽ sử dụng món đồ này đâu, nhưng mà thế kệ, sao cũng được, có cũng tốt. Và ở trong video ngày hôm nay thì trong phần đăng cài các bạn cũng đã thấy rồi, mình đã hoàn thành xong khu vực Celestial Tower hay sao đấy, và bây giờ thì mình cũng sẽ cùng các bạn vào phòng thể thao hệ bay để thách đấu với những huấn luyện viên trợ lý của Skyler. Mình vẫn chưa tìm hiểu xem bạn Winona là bạn nào, nhưng mà sao cũng được. What? Ủa? Ủa mình không vào đây được. Dầu... Vậy là mình có làm gì sai rồi hay sao ấy? Khoan, đây có đồ. Ở trên đây. Ở đây chúng ta kiếm được một cái Hearthstone. Đến bây giờ thì hình như mình đã có tới khoảng 5 hay 6 cái Hearthstone rồi. Nhưng mà như vậy thì có nghĩa là chúng ta vẫn chưa hoàn thành xong khu vực Celestial Tower. Như vậy chắc là mình sẽ quay trở về cái chỗ mà mình có đi đến ở phần đang cày rồi xem là mình có làm gì khác được không hả? Ở đây mình sẽ bỏ qua bạn này và đi qua đây như thế này. Alright, ok. Lúc đấy thì mình không đi về góc ở phía trên như vậy thì, nhưng mà ở bên đây thì mình còn có thêm một khu vực nữa chưa khám phá. Mình thật sự không muốn thách đấu với những huấn luyện viên dở dẫn ở trong chỗ này. Nhưng mà chắc không khác được rồi, mình không còn đường nào để đi nữa phải không? Phần nào đấy thì mình cũng muốn thử xem là ở phía trên còn gì nữa không. Rồi, ở đây thì mình có thể bỏ qua được này. Ở đây chính là cái chỗ Celestial Tower mà hồi nãy mình có đi mà. Yo. Rồi, trước nhất thì chúng ta sẽ lấy món đồ. Đây là một cái Leaf Stone. Và như vậy thì chỉ còn một đường để đi mà thôi, là qua phía bên kia. Ở trên kia còn một món đồ nữa, nhưng mà tạm thời chắc chúng ta sẽ bỏ qua vậy. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn thách đấu với hai đứa huấn luyện viên nhã nhép theo đúng nghĩa đen này, và sau đấy thì tiếp tục qua bên phải. Như vậy là rốt cuộc hạn mức cấp độ của mình sẽ càng bị tiếp cận. Oh my goodness. Ở đây thì chúng ta gặp một con Azumarill level 51 và một con Whimsicott level 51. Mình nghĩ là đầu tiên một đòn fake out cho Azumarill trước ha, rồi sau đấy thì Pebbles bây giờ đã cầm món đồ Sharpie, món đồ mà mình có được ở trong chỗ đấy là chỗ sân bay à, ở chỗ băng hành lý. Thì mình nghĩ là hai đòn dual win, một đòn dual win beat chắc là đủ để hạ được con Whimsicott này chứ ha. Mình nhắm sai, xin lỗi. Lúc đó mình đáng lẽ nên nhắm vào Whimsicott, nhưng mà không biết tại sao mình lại spam nút A để rồi Azumarill mới là người nhận cái dual win beat ở đây. Đợi mình 5 giây. Rồi, mình mới chạy ra ngoài vậy? Đóng cửa. Cái gì thế? Mới có chuyện gì xảy ra và Stitch của mình mới mất 110 máu, thật là khủng khiếp. Không hay ho lắm đâu. Mình nghĩ là như vậy thì chúng ta sẽ xây Stitch bằng một con Pokemon khác. Kiểu gì thì con Azumarill cũng sẽ có hệ tiên mà phải không? Còn con Whimsicott thì mình không rõ cơ. Nhưng mà nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ đổi sang Picker hay Emilio. Mình nghĩ là mình sẽ đổi sang Emilio, chắc sẽ phù hợp hơn. Còn lại thì như nãy mình nói, hai đòn dual win beat đáng lẽ là được nhắm vào Whimsicott như thế này. Thật là ghê gớm. Ở đây thì hai lần dual win beat chắc là đủ.
À, vừa đủ luôn, vừa đủ để có thể hạ gục được con Whimsicott card này. Blade Ruff ở đây sẽ được nhắm vào Emilio. Ô, như vậy là kiện đoàn kia là đoàn Blade Ruff. Lại là một con hệ tiên khác nữa. Như vậy là con Whimsicott card hồi nãy cũng sẽ có hệ tiên luôn à? Sure. Mình nghĩ là như vậy Emilio thì không có đoàn hệ thép nào. Cứ quên này hoài. Mình đoán là chúng ta sẽ có thể sử dụng một đòn surf ở đây để đánh đánh luôn cả Pebbles. Nhưng mà Pebbles thì nhanh hơn Emilio mà phải không? Nếu mà như vậy thì đòn surf của mình ở đây đánh vào ba đứa chắc là sẽ ổn. Khoan, Emilio có thật sự là nhanh hơn, có thật sự là nhanh hơn quên Pebbles có thật sự là nhanh hơn Emilio không nhờ? Từ từ để mình xem thử. Emilio có tốc độ là 101 và Pebbles có một tốc độ là 133. Ok. Right, như vậy thì bây giờ reset một lần surf ở đây sẽ nhắm vào cả ba đứa. Nhưng mà trước đấy thì Pebbles sẽ dùng một đòn fly để tấn công Clefable đi ha. Vì trước sau gì thì đòn surf cũng sẽ không gây được bao nhiêu sát thương cho Azumarill cơ. Right. Khá xịn. Và ok, đấy là một critical hit đi. Và đòn play rồi ở đây thì cũng đã được Pebbles né, nhưng mà như thế là hay, bởi vì rốt cuộc thì Pebbles cũng là hệ bóng tối, nên rốt cuộc là việc mà nó nhận đòn đòn play rồi đấy thì cũng không hay ho gì cả. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng một đòn sinh ở đây để đưa Azumarill vào trong trạng thái ngủ và tiện hơn cho chúng ta vào những lượt tiếp theo ha. Right, một đòn fly đây sẽ đủ để hạ gục con Clefable này. Và trước sau gì thì Emilio của mình cũng có tốc độ nhanh hơn con Azumarill. Oh, nhưng mà oh no. Ok, chúng ta vẫn có thể đủ lại được. Thật là nguy hiểm. Và thêm một con hệ tiên nữa. Như vậy thì cả ba đứa, quên, cả sáu con Pokemon của cặp đôi này đều là hệ tiên à. Right, trước sau gì thì mình cũng không nghĩ rằng Pebbles nên ở lại trên sàn đấu. Vì vậy chúng ta cũng sẽ cùng thay thế con Pokemon này bằng một con thép khác là Pika. Xem như thế nào ha. Emilio đây thì... Ô, khoan khoan khoan, từ từ, không phải, nhầm, xin lỗi. Emilio sẽ sử dụng một đòn sinh với Azumarill. Và cùng với đấy thì Pebbles sẽ được thay thế bởi Pika. Như thế này. Thật là khủng khiếp. Đấy. Đòn sinh ở đây thì trúng đích. Và như vậy thì Azumarill sẽ được đưa vào trong trạng thái ngủ, tiện hơn cho mình về những lượt tiếp theo. Còn lại thì Granbull trong trường hợp này sẽ dùng một đòn Wild Charge nhắm vào Pika. Ok. Rồi bây giờ thì sao ta? Mình đoán là chúng ta có thể... Well, thật ra bây giờ nếu mà tung ra sập nữa thì cả Pika cũng sẽ dính luôn. Và như vậy thì cũng không hẳn là hay ho lắm. Mình đoán là mình sẽ xin một đòn Hydro Cannon. No. Một đòn Hydro Cannon nhắm vào Granbull như thế này. Cùng với đấy thì Pika sẽ sử dụng một đòn Iron Head ở đây cũng nhắm vào Granbull luôn. Và nếu mà dồn cả hai đòn vào cho một mục tiêu này thì chúng ta cũng sẽ gây được đủ sát thương để... chỉ cần đòn Hydro Cannon thôi là đủ rồi. Alright, như vậy thì đòn Iron Head của Pika cũng sẽ được nhắm vào Azumarill. Và nếu con này thật sự là hệ tiên, như vậy là Azumarill không phải hệ tiên à? Ha. Chắc là mình nhầm. Bây giờ thì Emilio không thể tấn công được nữa. Nhưng mà phần nào đấy thì mình vẫn có thể sử dụng đòn Rock Slide đây để đã thương cả hai đứa và hạ gục cả hai luôn chứ hả? Chắc là như thế. Hai horsepower. Ok. Ghê. Azumarill bị hạ gục và Rapidash cũng tương tự là như thế luôn. Hay đó. Right, nhưng mà rốt cuộc vấn đề vẫn sẽ là bây giờ thì Pika sắp vượt hạn mức cấp độ rồi, mình sẽ cần tìm một cách nào đấy để thật là buồn. Mình sẽ sử dụng một đòn Hydro Cannon ở đây để nhắm vào con Mo-Ai này. Và cùng với đấy thì để an toàn chắc là chúng ta sẽ đổi Pika thay cho một con Pokemon khác. Mình đoán là Salazar trong trường hợp này chắc phù hợp ha. Đấy.
Và thật ra nếu mà bây giờ mình vẫn còn giữ đồng Water Pledge hay sao đấy thì chúng ta cũng có thể thấy được phần nào là hiệu ứng kết hợp giữa Water Pledge và Crash Pledge sẽ là như thế nào. Nhưng bỏ qua chuyện đấy bên. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một đòn một đòn Crash Pledge để kết thúc con Moai này một cách dễ dàng. Và chừng này không đủ kinh nghiệm để đưa cả Emilio và Salazar lên level 55, như thế cũng tiện, như thế tiện hơn cho mình rất là nhiều. Và hên cho chúng ta là ở đây thì cũng sẽ có một một căn nhà nhỏ là mình có thể nói chuyện với NPC này để hồi sức cho đội hình của mình trước khi tiếp tục đi tiếp qua bên phải. Alright, cái gì thế? Ok, thật là dớ dẫn. Ok, ở đây thì chúng ta cũng đã qua được đường khu vực tiếp theo chứ không phải là đường nữa. Và nếu mà mình mang theo, khoan từ từ, nếu mà mình đi xuống dưới thì chúng ta có thể lấy được một món đồ nào mà không? Alright, ở đây thì chúng ta sẽ kiếm được TM89 chứ đòn U-turn. Hay đó. Và mình đoán là đòn đấy thì cũng sẽ có thể được dạy cho Kha'Zix mà phải không? Để xem. Nếu mà đòn đấy có thể dạy cho Kha'Zix thì phần nào đấy chúng ta cũng sẽ có được nhiều lợi thế hơn. Và trong cái chỗ Charleston Cave thì mình cũng kiếm được một mớ đòn khác nữa nè. Dầu Charge Beam nữa luôn. Mình quên món này nhưng mà ok. Mình đoán là mình sẽ dạy đòn U-turn này cho Kha'Zix để thay thế đòn Lunge mà nó không học được đòn U-turn luôn. Nhưng mà Pebble thì học được. Nhưng mà rồi trong khoảng thời gian tới thì đòn U-turn này cũng sẽ không phát huy được bao nhiêu tác dụng mà không. Nếu mà Shadow Claw thì sao? Shadow Claw thì chỉ có mỗi Emilio và Stitch học được thôi. Mình đoán là trong khoảng thời gian tới khi mà chúng ta đối đầu với những huấn luyện viên sử dụng Pokemon hệ bay ở trong vòng thể thao của Skyler thì chắc là đòn Shadow Claw này không cần thiết lắm. Phần nào đấy là Charge Beam mà mình sẽ xem thử Charge Beam có thể được dạy cho đứa nào không ạ. Yes. Không được luôn. Đội hình của mình bây giờ kém quá sức. Rồi, ok, dù sao thì bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng đi lên phía trên và gặp được hai đứa quản lý của team Plasma cũ. Nói nhiều quá bây ui. Alright. Và sau đoạn nói chuyện này thì mình sẽ đánh bại thêm khoảng cái gì thế, cái gì đây? Bạn này là một trong tứ đại thiên vương mà phải không? Master Elder. Alright. Và đây là Skyler. Ok, như vậy thì sau khi mà chúng ta nói chuyện đã là xong đoạn các cảnh này thì mình cũng có thể quay trở về phòng thể thao của bạn Skyler này và thách đấu với tụi huấn luyện viên trợ lý. Quá trời quá đất. Ok. Rồi bây giờ thì bạn sẽ quay trở về phòng thể thao và chúng ta cũng có thể vào chỗ đấy luôn. Và đây là Marshall, là một trong tứ đại thiên vương, các kiểu. Alright, khá là xịn. Và chưa xong nữa. Oh my goodness. Và bạn Conrad này, bạn Conrad này sẽ lại thách đấu với mình luôn. Artificial, trời, bạn này sẽ có một số con Pokemon nhân tạo và
Ồ, ít nhất là bạn không thách đấu với mình ngay thời điểm này nha. Như vậy thì chúng ta cũng có thể... À, bây giờ thì mình không đi qua đây được. Rồi, bây giờ thì mình có thể thách đấu với bạn Conrad này hoặc là không. Mình nghĩ là mình sẽ bỏ qua trận đấu này, ít nhất là ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta vẫn chưa đánh bại xong Skyler là huấn luyện viên trưởng của Hoàng Thể Thao Hải Bay, để nâng hạng mức cấp độ của mình lên được ha. Có thể là sau khi mà mình xử lý xong việc giành được huy hiệu thứ sáu thì chúng ta cũng sẽ cùng đến chỗ này thêm một lần nữa để thách đấu với Conrad. Tại sao mình lại đi đường này nha? Mình có hoàn toàn có thể dùng đòn bay của Pebbles để bay về thành phố Mistralton mà không? Yeah. Alright. Phần nào đấy thì mình cũng tò mò những con Pokemon nhân tạo mà ông Conrad có là những con Pokemon gì và tụi nó có thể làm được gì. Nhưng mà tạm thời cứ như thế này đi ha. Ở quên, hồi nãy mình đã hồi sức rồi mà không? Ok. Như vậy thì bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại chỗ phòng thể thao. Cái gì nữa? Nhưng mà hồi nãy có Skyler nó nói là quay được mà. Oh my goodness. Như vậy là nhất quyết mình cần thách đấu với Conrad rồi. Hay là mình đọc sai gì đó? Hồi nãy rõ ràng là con Skyler nó nói nó chịu thách đấu với mình mà phải không? Hu. Rồi, ok. Như vậy chắc là mình không có lựa chọn nào khác ngoại trừ việc thách đấu với bạn Conrad. Và thậm chí nếu mà thách đấu xong với bạn Conrad rồi thì mình cũng không chắc là Skyler sẽ quay trở về phòng thể thao mà phải không? Mình không biết, mình không biết. Nhưng mà bây giờ thì xem đội hình của mình tí. Mình không biết là những con Pokemon nhân tạo là những con gì, nhưng mà rồi nếu trong trường hợp tụi nó hoạt động giống như những con Pokemon thường thì chắc là Stitch để khoan thật ra Stitch ở trên đầu có phù hợp không ta? Phần nào đấy thì mình nghĩ để Pika lên đầu và sử dụng một nửa chiến thuật của mình với Z là con Circle mà chúng ta có trong series Pokemon Luminex and Platinum Randomizer là Snap Rock, và sau đấy câu kéo bằng một cách nào đấy. Bây giờ thì hiện tại mình không có toxic nên mình không chơi kiểu đấy được, nhưng mà Stealth Rock phần nào đấy vẫn luôn luôn là một trong số những ưu tiên hàng đầu trong chiến thuật của mình, nên như thế này có vẻ ổn. Và để phòng hờ đây là một trận đấu đôi thì Pika đi chung với Pebbles có vẻ được. Alright. Khoan 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 khoan. Nếu mà mình nhớ đúng thì Pika hiện tại cũng sắp đụng level 56 luôn rồi, và lý tưởng thì mình sẽ không sử dụng Pika luôn, không nên như thế, không nên như thế. Và nếu như vậy thì mình còn lựa chọn nào nhỉ? Mình đoán là nếu không xài Stealth Rock thì chúng ta sẽ tung ra những con giống như là Salazar hoặc là Emilio lên trên đầu, như thế chắc sẽ phù hợp hơn. Alright, đường tơ kẻ tóc. Ok. Ở đây thì chúng ta sẽ đối phó với bốn con Pokemon nhân tạo của Conrad. Và đầu tiên sẽ là MT. MT là Mega Tyranitar. Tyranitar máy. Hay đó. Con này là hệ gì nha? Và nếu mà hệ thường thì theo như thông thường thì nó sẽ là hệ bóng tối và hệ đá mà phải không? Và nếu mà như vậy thì một đòn Grass Splash hoặc là một đòn Frenzy Plant ở đây cũng là đủ. Nhưng mà rồi không biết là khi mà nó là người máy như thế này thì nó có thêm hệ thép hay không, mình không biết, nhưng mà chắc là chúng ta chỉ có thể thử thôi mà không. Mình sẽ tung ra một đòn Frenzy Plant tất tay ngay từ ban đầu như thế này và xem là em thi có nhận xét thương nhân đôi. Không, như vậy thì em thi sẽ là hệ thép. Oh my goodness. Con Pokemon mà mình không mong muốn đưa ra trận đấu trước thì đã được kéo ra rồi. Pika bây giờ cũng sẽ tham gia vào trận đấu này. Và oh my goodness, và con MT này còn có cả đòn Stealth Rock luôn. Mình muốn xem tí, mình muốn xem tí. Chúng ta sẽ lên cấp độ tiếp theo khi mà Pika nhận được 1.178 điểm kinh nghiệm nữa. Thật sự mình cũng không biết cách, không có cách nào để biết được lượng kinh nghiệm mà mình nhận được sau trận đấu với MT là bao nhiêu mà phải không? Như vậy thì chúng ta sẽ đổi sang Emilio trong trường hợp này để phần nào đấy giúp chia sẻ kinh nghiệm với Pika.
Whirlwind cho dẫn. Và bây giờ Salazar lại được gọi ra ngoài. Oh my goodness. Hồi nãy thì đòn hệ cây của mình không không gây được gây được sát thương chia đôi. Nếu như vậy thì mình có thể hiểu là con MT này, con Tyranitar máy này cũng sẽ có hệ thép luôn. Và nếu mà như vậy thì đòn nào của mình cũng dở. Mình nghĩ là mình sẽ chơi lầy bằng cách đổi sang một con Pokemon khác. Từ từ, Kha'Zix hiện tại là có đòn Earthquake nè, và đòn Earthquake không chừng sẽ phù hợp hơn. Và phần nào đấy việc này cũng sẽ giúp khi mà chúng ta What the hell man? Như vậy là chiêu của con Tyranitar máy này chỉ có nhiêu đấy thôi. Nên nó chỉ có tung ra Stealth Rock và phần nào đấy là Whirlwind để những con Pokemon của mình mất máu từ từ. Chúng ta sẽ xem trước một đòn fake out trong trường hợp này. Cùng với đấy thì mình đoán là mình có thể sử dụng đòn Shadow Sneak hoặc là Sucker Punch nếu mà con MT này muốn tấn công. Mình đoán là mình sẽ sử dụng kiểu gì thì đòn Sucker Punch và cả Shadow Sneak cũng không gây được bao nhiêu sát thương mà, phải không? Nên thật ra Shadow Sneak cũng sẽ không gây được 100% sát thương mà, không chừng là Shadow Sneak cũng sẽ có tác dụng. Và nếu mà con này cứ tiếp tục sử dụng Whirlwind thì bây giờ thì nó chuyển sang sử dụng Iron Head. Và nếu mình biết trước như thế thì hồi nãy mình đã cho Stitch sử dụng đòn Metal Burst để có thể giật được hết máu của con MT này luôn. Nhưng mà không phải, biết sao giờ. Bây giờ chỉ còn mỗi Pebbles là chưa tham gia trận đấu này mà thôi. Nhưng mà dù sao thì ở đây mình sẽ lại tung ra Emilio thêm một lần nữa, nhận lấy một đòn Iron Head từ con Tyranitar máy này và tung ra một đòn Surf đi ha, để kết thúc nó một cách tương đối dễ dàng à. Hy vọng là như thế. Con này có cả Aqua Tail nữa, không đùa. Nhưng mà chừng này là chưa đủ. Chừng đấy là chưa đủ để giật chết con MT này. Ok. Nhưng mà lần này thì mình được tấn công trước. Như vậy thì logic là như thế nào nhỉ? Mình không rõ. Nhưng ok, ở đây thì sau hai lần surf, Emilio cũng đã có thể hạ gục được con MT đấy. Và Pika cũng không lên được level 56, như thế có lợi hơn cho mình rất là nhiều. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ gặp MT2. Con nào có tên bắt đầu bằng chữ T tiếp đó nhờ? Typhlosion. Typhlosion máy à? Mình không biết. Nhưng mà mình đoán là chúng ta có thể đưa Kha'Zix ra. Thật ra là Emilio vẫn có thể được mà, không? Nhưng mà thôi, Kha'Zix thì cho an toàn. Phần nào đấy mình cảm thấy rằng nếu mà để khắc chế một con hệ nước thì sẽ là hệ điện à. Nó vẫn là một con. Như vậy là màu của con này thì khác với con hồi nãy. Và thật ra là mình cũng nhận rất là nhiều máu, rất là nhiều sát thương từ đòn Stealth Rock. Mình đoán là đầu tiên gì thì gì, mình sẽ sử dụng một cái Hyper Potion ở đây để hồi đầy máu cho Kha'Zix ha. Rồi xem là con MT2 này, MT2 này có đòn gì, nó có Meteor Mash. Oh no, không hay rồi. Oh my god. Và vừa rồi thì sức sát thương, sức tấn công vật lý của con MT này cũng được gia tăng thông qua đòn Meteor Mash đấy luôn. Mình có tự tin, mình đoán là đưa con nào ra cũng vậy. Đúng ta, bởi vì phần nào đấy nếu mà đưa Emilio ra thì cũng được đi, có thể chịu được đòn Meteor Mash đi. Nhưng mà sau đấy thì phần nào đấy con MT2 này không phải khi không mà được tung ra ngay bây giờ mà, phải không? Kiểu gì thì nó cũng sẽ có một đòn hệ điện hay hệ cỏ nào đấy, hoặc là hệ võ sĩ nào đấy để khắc chế Emilio. Như vậy thì mình ghét việc này, nhưng mà chắc là mình sẽ hy sinh Kha'Zix trong trường hợp này. Và chúng ta cũng sẽ chuẩn bị cho những lượt tiếp theo bằng cách hồi máu cho Stitch. Và nó có Earthquake luôn. Như vậy thì hồi nãy nếu mà tung Emilio ra thì chúng ta cũng cũng sẽ gặp khó khăn tương đối. Right, ok. Ít nhất là bây giờ mình biết được là con MT2 này có được hai đòn. Và luôn luôn là phải cao trước đã. Và trong trường hợp này thì mình nghĩ là mình sẽ khoan, nó có Ember luôn mà, phải không? Nếu mà có Ember luôn thì con này là hệ điện à.
Con này là hệ điện và hệ thép à? Wow, ok. Thông tin mới. Nhưng mà chiến thuật của mình chắc cũng sẽ không thay đổi đâu. Mình nghĩ là mình sẽ cho Stitch nhận một đòn từ con em T2 này, và sau đấy thì chúng ta sẽ phản lại bằng một đòn Metal Burst ở trong trường hợp này ha. What the hell? Ok, bây giờ thì Meteor Mask cũng đã đánh trúng. Và Stitch cũng sẽ gần chết, nhưng mà chừng này hy vọng là Stitch có đủ máu để không đủ để có thể hạ gục được con MT2. Và thật ra mình có thể làm như này mà không, chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Sucker Punch để kết thúc con MT2 này một cách dễ dàng. Yes sir. Nice. Stitch ở đây cũng đủ kinh nghiệm để lên được level 54. Hay đấy, và có cơ hội được Nasty Plot, mình sẽ bỏ qua đòn này. Và cùng với đấy thì UFO. UFO. Nhìn tên thì không đoán được, tụi này là hệ gì. Nếu mà nhìn tên thì mình sẽ đoán con đấy là có hệ hệ bay à. Và chắc là hệ thép à, bởi vì rốt cuộc thì những con Pokemon nhân tạo ở đây đều có vẻ như người máy, và phần trăm mà tụi nó có hệ thép cũng tương đối cao và phải không? Nhưng mà dù sao thì nếu mà là hệ thép, con này hầm hố vậy. Con này là lấy theo mẫu của con Cass Kun nè. Hợp lý. Và mình không biết là con UFO này sẽ có đòn gì, nhưng mà trước đấy thì chúng ta vẫn sẽ hồi đầy máu cho Emilio và một cái Hyper Potion trước ha. Right. Và con này có cả Volt Switch nữa. Oh my goodness no. Một phần nào đấy mình được an ủi vì vì đòn Volt Switch cũng sẽ khiến cho con Pokemon cuối cùng của ông Conrad nhận sát thương từ đòn Stealth Rock. Và mình không biết con này hệ gì, mình nhìn về ngoài thì chỉ có thể đoán được là nó có hệ hệ thép mà thôi, nhưng mà ngoài ra thì mình không rõ. Mình đoán là ở đây thì chúng ta sẽ chơi tất tay bằng một đòn Hydro Cannon. Không, thật ra một đòn Hydro Cannon chắc không đủ đâu, chúng ta sẽ chơi một đòn Surf trước à. Sau đấy thì trong trường hợp Emilio vẫn còn sống, chúng ta sẽ tung ra đòn Hydro Cannon đi ha. Rồi, mình nhận một đòn Thunder Wave ở đây không sao. Alright. Ít nhất thì đòn Surf cũng đã được tung ra. Và cùng với đấy thì FOO mất khoảng 40%, khoảng 30% máu chứ không, bởi vì không tính cái Stealth Rock. Và mình đoán là chúng ta có thể chơi liều và sử dụng một cái Paralyze Heal để giải dị trạng cho Emilio trước khi mình làm gì khác. Đấy. Needle Arm. Oh my god, đòn đấy là hệ cỏ mà không? Nhưng mà hệ cỏ thì chỉ gây được 50% sát thương, 100% sát thương cho Emilio mà thôi. Alright. Mình sẽ sử dụng một cái Hyper Potion để hồi đầy máu cho Emilio trong trường hợp này. Và ở lượt tiếp theo thì chúng ta sẽ kết thúc con FOO này bằng một đòn Hydro Cannon luôn. Oh, nó có phần là quay tiếp. Nó rồi, ok. Mình sẽ chơi an toàn trong trường hợp này và sử dụng thêm một cái Paralyze Heal nữa. Và chắc là ở đây mình sẽ nhận một đòn Needle Arm nữa. Xua, ok, không sao. Và bây giờ thì là đòn kết thúc Hydro Cannon. Mình tấn công sau, nhưng mà rốt cuộc thì con FOO này sử dụng đòn Nidoran và đòn Hydro Cannon ở đây dư sát thương chứ hả? Dư sát thương để có thể hạ gục được con Pokemon này một cách tương đối dễ dàng. Emilio đây lên được level 55 cũng tương đối ổn ấy. Và cùng với đấy, bây giờ mình sẽ, khi mà mình biết được là con UFO là hệ hệ điện à, hệ điện rồi, thì phần nào đấy chắc là chúng ta có thể tung ra Salazar trong trường hợp này và không sợ đòn Volt Switch ấy nữa. Và hiển nhiên Salazar sẽ nhận một tí sát thương từ đòn Stealth Rock, nhưng mà không sao. Mình khá chắc là con UFO này nhận nhiều sát thương hơn mình luôn ý. Yeah, như vậy con này là hệ bay. Con UFO này là hệ bay và hệ thép à. Và chắc là như thế. Mình sẽ tung ra một đòn Dragon Rush luôn ha. Xem sao. Nếu mà nó có hệ thép thật thì đòn Dragon Rush cũng sẽ không gây được bao nhiêu sát thương. Yeah, oh my goodness. Và cái Aeroblast ở đây. Ôi. Yeah.
mình không thể tung xích ra được, tung xích ra xích sẽ chết vì vì cái stealth rock, nên chắc là chúng ta sẽ để pebbles ra trong trường hợp này. Và cùng với đấy thì mình sẽ sử dụng một đòn fly, nha, chúng ta nên chơi tất tay đi ha. Rồi mình sẽ né được một đòn của con UFO này. Oh, nó có recover. Oh my goodness, no. Trời ơi. Rồi thua luôn anh ơi. Pebbles ở đây vẫn trụ lại được, nhưng mà chắc chắn là Pebbles không thể làm gì ở những lượt tiếp theo được nữa rồi. Nên có mình đoán là chúng ta có thể mình không nghĩ rằng chúng ta có thể làm gì khác trong trường hợp này, ngoại trừ hồi đầy máu cho Stitch và để cho Stitch sử dụng đòn Metal Burst để hạ gục con UFO này trong trong khoảng thời gian tới. Trời ơi là trời, bây giờ UFO là đầy máu luôn. Ok, ở đây thì như nãy mình nói, luôn luôn là fake out trước, luôn luôn là fake out trước như thế này. Và thật ra fake out hay không fake out thì nó cũng sẽ hồi máu bằng cái leftover rừng mà, phải không? Nhưng mà thôi kệ, không sao. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một đòn Metal Burst sau khi nhận một đòn Arrow Blast từ con UFO. Và trụ lại được, yes. Và như vậy thì đòn Metal Burst ở đây của mình, chừng đấy là chưa đủ để có thể hạ gục được con UFO này. Như vậy thì mình có thể thử vận may với Sucker Punch được không? Yeah, mình đoán là được. Một đòn Sucker Punch ở đây. Chừng đấy là chưa đủ. No. Ôi trời ơi. Alright, ok. Mình chỉ còn hai đứa là Emilio và Pika mà thôi. Và kiểu gì thì một đòn surf của mình cũng đủ để giật chết con UFO này mà, phải không? Nhưng mà cái mà mình không biết là tốc độ của Emilio có nhanh hơn con UFO này hay không, nên chúng ta sẽ dùng một cái Hyper Potion trước. Rồi sau đấy thì xem là đòn Volt Switch này giật được bao nhiêu máu của mình. Nếu mà lượng máu bị giật vừa đủ, yes. Alright. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một đòn surf để giật chết con UFO này, trong trường hợp nó không sử dụng recover ha. Volt Switch cũng sẽ chỉ vừa đủ để giật được máu của Emilio xuống còn khoảng 6 hay 5 thôi. Dạ, còn 2, chỉ còn 2 máu mà thôi. Nhưng ít nhất thì ở đây Emilio cũng có thể tung ra được đòn surf và hạ gục con Pokemon nhân tạo cuối cùng của Conrad. Trời ơi là trời. Mà đâu biết nói sao. Thì mình đoán nguyên nhân chính và mình chịu thất bại nặng nề như thế với đội hình Pokemon nhân tạo của Conrad là bởi vì mình không biết được hệ của tụi nó là gì. Và đánh chai như thế thì thật sự là khó với mình. Nhưng mà mình muốn kiểm tra xem là chúng ta có thể vào được phòng thể thao chưa. Nếu mà chưa thì nguyên đoạn vừa rồi là xem như vô nghĩa. Bây giờ thì mình vào được. Như vậy là trận đấu với Conrad là bắt buộc à. Right, nhưng mà dù sao thì đội hình bây giờ của mình xỉn liễn luôn rồi, cho nên mình cũng không nghĩ rằng chúng ta nên thách đấu với một đội hình chấp vá, không phải là chấp vá mà một đội hình không cân nhắc kỹ càng vào thời điểm này. Mình nghĩ là mình sẽ chôn cất những con Pokemon của mình, sau đấy thì mình sẽ cho các bạn xem một đội hình mới vào video tiếp theo đi ha. Trước nhất thì mình cũng sẽ cho các bạn xem qua đội hình trên bàn ghế dự bị của mình là những con Pokemon nào để các bạn có thể dễ hình dung, và may ra là các bạn có thể đoán được xem là đội hình tiếp theo mình sẽ sử dụng là như thế nào, và liệu rằng những gì mà các bạn suy nghĩ có giống với những gì mình suy nghĩ hay không ha. Rồi, ở đây thì chúng ta có một mớ Pokemon và trong đó có cả huyền thoại luôn, Cobalion và Zorua không tính là huyền thoại phải không ta? Latias thì có.
Dạ, đại loại là như thế. Và có một con bán huyền thoại là Volcarona, Leona. Nhưng mà dù sao thì với việc chúng ta đã mất 4 thành viên trong đội hình chính, và ba trong số đấy là ba con Pokemon đã gắn bó với mình trong một khoảng thời gian tương đối dài, đặc biệt là Salazar, con Superior của mình, thì mình nghĩ đây cũng sẽ là kết thúc. Mình cũng sẽ cùng các bạn xem qua câu trả lời cho câu hỏi trong ngày ngày hôm nay ha. Đây là Rồng Đen Mắt Đỏ, Red Eyes Black Dragon, con bài tủ của Joey Wheeler, nhân vật một trong số nhân vật chính ở trong series Yu-Gi-Oh! Và đấy cũng sẽ là tất cả cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để cho mình biết phần bình luận ở dưới mình. Sau đó ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục sau. Mình là Đạt Yolo, xin chào.